Tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều ngày 3 tháng 6, Chủ tịch tập đoàn Toyota Motor Corp, Akio Toyoda đã gửi lời xin lỗi đến toàn bộ khách hàng và những bên liên quan về những hành vi gian lận liên quan đến quá trình cấp giấy chứng nhận đối với 7 mẫu xe bán tại thị trường trong và ngoài nước. Lời xin lỗi được đưa ra sau khi Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng, Giao thông Vận tải và Du lịch thông báo sẽ thanh tra trụ sở chính của Toyota ở tỉnh Aichi, bắt đầu từ ngày 4 tháng 6, nhằm làm rõ các dấu hiệu gian lận của doanh nghiệp này. Trong quá trình điều tra, ba mẫu xe trong đó có mẫu Corolla Fielder sẽ tạm thời bị đình chỉ, vận chuyển và bán ra thị trường sau khi bị phát hiện có dấu hiệu thiếu sót về dữ liệu thử nghiệm bảo vệ người đi bộ và người ngồi trong xe người đứng đầu tập đoàn xe hơi lớn nhất nhật bản cho biết các mẫu xe được xác nhận là đã có hành vi gian lận kiểm định vẫn đáp ứng những tiêu chuẩn nói chung của pháp luật nhưng sự cố này đã làm suy yếu nền tảng của hệ thống chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng của nhật bản